Các bạn nha, hôm nay mình đã vô tình phát hiện ra cái cây quả này. Nhìn ở xa xa thì là rất khó phát hiện, nhưng khi vào đến gần, đến nơi thì mình đã nhìn thấy chúng. Trái rất chín ngon này. Đằng bên này vẫn còn các bạn. Bây giờ mình sẽ lựa chọn những quả chín ra các bạn nhé. Đây này các bạn. Đấy, quả đầu tiên nhá. Rất to nhá. Mình sẽ chỉ lấy những quả chín thôi, còn những quả chưa chín thì để sau này mình lấy sau các bạn nhé. Đây nhá các bạn nhá. Dây đến không? Ui thơm đấy. Hết chưa? Hai quả thôi, lấy nhiều quá xuống không ăn được hết đâu. Ăn mỗi người một quả nhá. Ui, cái mặt đấy anh nhỉ. Chín đã mồi. Chín đã mồi nhỉ. Chín cây nha, mình chín cây nha các bạn. Thank you.
nha các bạn nhá. Quả vả hôm nay mình mất công mình đi hái này. Có đường này. Quả nào? Quả này chưa có mật à? Có mật nhưng mà có ít mật nước rồi. Quả này chưa có mật đấy. Vả đồng mùa chưa có mật các bạn ạ. Hôm nay mà sang tháng đi. Đấy, quả này hơi có mật một tí. Ăn một tí. Rồi. Ăn mít thôi. Vả chưa có mật thì ăn mít nha. Ngon đâu. Ăn thử một quả nào. Hôm nay đi một mình quay xuống núi thì lại gặp thằng cháu nó trèo mít các bạn ạ, thế là được ăn mít luôn. Mời các bạn nhá, mình ăn thử quả vả xem như nào. Ngọt thơm lắm, thơm cực kỳ luôn, ăn thử đi em. Ngọt lắm, tí là ít đường nhưng mà vẫn ngọt. Chưa mật còn chưa có nhiều đâu nhưng mà ngọt thật. Ngọt mà mà thơm ấy. Ui, cái loại này đem về loại này đem về làm kiểu như chè sữa, làm thạch ấy, làm kem ấy. Mời các bạn nhá. Các bạn ăn mít nhá. Mít mật ăn bằng tay. Đây nhá, mít đây các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Hôm nay đi rừng lại xuống núi được gặp thằng cháu nó trèo mít, thế là đói quá, bổ gan luôn các bạn ạ. Thôi mình xin kết thúc video tại đây thôi các bạn ạ. Mình xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn xem video nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho mình các bạn nhá. Thế là hai chú cháu ngồi từ nãy đến giờ mà ăn được hết nửa quả mít các bạn ạ. Tưởng ăn được hết nửa quả rồi. Tưởng ăn được hết cả quả cơ, ai ngờ nó lại nhanh no thế. Hai thằng to như con voi này mà ăn không hết được quả mít. Ăn hết một nửa rồi. Thôi mình xin chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Chào các bạn. Bye, chào tất cả các bạn nhá.